tên là Lai Quang Anh. Hiện tại mình đang học lớp 12 năm ở trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông. Mình đỗ vào trường Queen's University ở Canada và với mức học bổng là 100.000 trong vòng 4 năm thì tính ra sẽ là 25.000 một năm. Mình quyết định chọn học ngành kinh tế nên là mình sẽ chọn những cái nước phát triển về kinh tế. Mình thấy là Canada thì nó cả cái khả năng định cư thì nó cũng sẽ cao hơn nên mình sẽ chọn Canada. Mình thấy có một cái khá là hay ở trường Queen's đấy là họ có trao đổi sinh viên quốc tế và ví dụ vào năm 3 hay năm 4 gì đấy thì mình có thể học trao đổi tại Anh hay là tại Mỹ thì mình rất là thích cái đấy. Thực sự là lúc mà mình bắt đầu có ý định đi du học thì mình cũng chưa biết gì hết luôn ấy. Thực ra chưa có tìm hiểu qua được một cái gì hết, là lúc đấy chỉ là ý nghĩ bất chợt thôi. Thì sau đấy là mình có tìm hiểu thêm để tìm một tư vấn, một công ty nào đấy giúp mình trong quá trình làm hồ sơ đi du học. Thì mình có tìm hiểu qua một số nơi và mình tìm hiểu trên mạng thì mình thấy IDP được recommend nhiều nhất, thế là mình chọn IDP. Thì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thì IDP giúp mình rất là nhiều. Nói thật là hầu như hết là hồ sơ đều là IDP xử lý cho mình và có những cái deadline thì họ đều nhắc cho mình là các chị tư vấn đi rất là nhiệt tình, người ta cứ cởi mở và hỏi mọi người kia bạn gặp vấn đề thì mọi người đều trả lời hết. Thì anh thấy là các chị tư vấn viên thì rất là nhiệt tình và nói chung là các chị tư vấn giúp mình rất là nhiều.